어머니? Mẹ à? À, À, ý는 giờ không nên gọi없는데 là mẹ nữa여튼 nhỉ? Tôi có thể giúp웬 gì일이세요? 쳐bác không? 아휴, 뭔 Không일이세요? có gì. Bác chỉ thấy걱정은 lo해서 nên gọi그랬지. thôi. 걱정은 Lo với무슨. chả lắng.저Tôi잘 đang rất먹고 ổn.잘 살아요. Công việc đang tiến triển사업도 thuận번창하고 lợi. 있고요. Công사업? việc sao? 무슨 Công việc사업? gì vậy? Tôi có포이즌이라고 một công ty quần미션 áo tên사업을 하고 là있어요. Poison. Poison? Poison à? 그건 또 Chuyện đó nghĩa뭐하는 là sao?곳이에요, 이젠? Poison à? 그런 게 Có chuyện như vậy. 있어요. 어머니 Nói nữa말해도 bác cũng không hiểu모르세요. đâu.숨Tôi쉴 đang틈 rất없이 bận nên đừng바쁘니까 lo lắng cho걱정 tôi마세요. nữa. 그래, Ừ,다행이다, vậy là tốt rồi. 다행이야. 아, Bác정말 rất잘 mừng khi nghe됐어. điều đó. 잘 Cháu sống살아라. tốt nhé. 그러면 Chào cháu. 들어가, 끊는다. 나오네. Đây rồi. Ở청담동. Trân Nam Đông sao? Sao? Cô 너 Con뭔지 bé lại làm gì알겠어요? xấu à? 아니야. Không. Tôi 그런 có게 chút있어. việc thôi. Lo cho mình sao? 있을 Lúc때도 ở cạnh sao살피지. không đối xử tử tế?유지호가 나타날 Yuji-ho때가 phải xuất hiện됐는데. rồi mới đúng nhỉ? Cô thật sự biết cách sinh tồn đấy, Se Zeng. Sinjong Thật không thể tin rằng cô lại동등 khiến tôi đến đây gặp cô. Mời하나 vào.알아줘야 돼. 내가 먼저 Cô vẫn còn yêu tôi sao? 나 Thật지속이야, nực Yuji호. cười. Nghe Yuji호 đến cái 아니면 tên이젠 진짜 Yuji-ho tôi còn thấy khiếp떨려. sợ왜 ấy. 나를 갖고 Vậy tại sao할머니랑 lại lấy친구도 tôi ra했어? để thỏa thuận với왜요? bà nội tôi? Vì sao nhỉ? À, Anh đoán đi. maccheon geuttae. 네 자존심을 Tôi본 đoán게 là cô나를 muốn trả그냥 thù vì tôi죄가 đã되고 hạ nhục cô.싶었겠지. Chính xác. Bingo. 할머니를 Tôi구치소에서 nghe nói cô나오게 nắm할수 giữ있는 chìa khóa열쇠를 để có지금 thể giúp너한테 bà있다고 tôi해. ra tù. 맞아. Đúng vậy. 나더러 널 Bà nói tôi찾아왔어. có thể tới gặp cô그 và증거를 lấy thứ받아오라고 đó. 하셨거든. Được받아가 봐. thôi.제주 Để가. xem anh có thể làm gì.뭘 Tôi어떻게 phải làm하길래? gì để có thể lấy được nó từ cô. À, 우선 Để xem nào. Bắt지저분한 đầu với việc dọn여기부터 văn phòng tôi đi. 청소 좀 해. 야, 유 줄게요. 세정 này. 너 Cô mất미쳤냐? trí rồi sao? 아, 싫어, Nếu anh không muốn làm그만하고. thì thôi. 거기서. đứng lại. 하면 Tôi làm될là거 được chứ gì?아니야. Nhặt cả rác ở여기. kia nữa nhanh lên. Yeah. được. Ayuh. Làm nhanh lên. Yeah. Này, Nó trông cô sao không tôi thể thuê lao công được giờ sao? ông giờ? Hay cô cố Nó tình đã không thuê để tôi dọn cho cô tôi đúng không? Anh đoán xem. Không làm nữa. muốn Tôi không làm nữa đâu. Anh nên nghĩ cho người bà trong tù của anh đi. Cái gì? Yuji-ho, anh chỉ quan tâm đến lợi ích của mình thôi. Anh chỉ đang cố chịu đựng làm điều này để có thể hạ bệ được Sơ Du Kiêng rồi lên thay chức chủ tịch. Đúng. Tôi phải trở thành chủ tịch. Tôi thích làm chuyện này lắm, Sê Dân à. Nhìn xem vợ cũ của tôi làm việc chăm chỉ chưa kìa. Tôi sẵn lòng giúp cô. Tôi sẵn lòng dọn dẹp. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tốt lắm. Tiếp tục đi. Giỏi quá. Tôi đã thắc mắc tại sao bà chỉ định tôi làm chủ tịch. Đó là bởi vì bà đã sớm có kế hoạch để hạ bệ tôi. Cô nói gì cho dễ hiểu đi. Là ai? Ai là người điều hành Apollon thay cho Ju Min Sung? Là cô đấy, Ju Kiêng. Sao? Tôi có thể tin ai được chứ? Cô là người duy nhất tôi có thể tin tưởng. Vậy bà biến tôi thành chủ tịch để khiến tôi chịu trách nhiệm cho công ty ma này sao? Bà nghĩ tôi sẽ để cho bà làm vậy với tôi à? Cô biết mà vẫn không thể làm gì được tôi. Đó chính là biệt tài của Ma Hiên đó. Là Ju Ji-ho hay Ju Se-jung. Đừng hy vọng tôi sẽ dễ dàng đưa cho cô nên tự tìm hiểu đi. Cô nghĩ tôi sẽ làm hết cho cô sao? Nếu cô quan tâm đến tập đoàn, thì tốt hơn hết cô nên đưa tôi ra khỏi đây nhanh đi. Tôi thì không nghĩ thế. Bà sẽ ở đây một thời gian đấy. Cô cần phải đưa giá cổ phiếu lên cao nữa.
Nếu Stella, con gái cô, tổ chức thành công buổi biểu diễn thời trang, chúng ta có thể hồi phục sau những mất mát. Nếu cô làm được điều đó, có thể danh hiệu tạm thời trong chức vụ của cô có thể được loại bỏ. Còn nếu buổi biểu diễn thất bại thì sao? Thì cô và con gái cô sẽ phải chịu trách nhiệm và bị cách chức khỏi tập đoàn Chơn Ha. Chuyện đó không xảy ra đâu. Tôi sẽ chuyển bà từ buồng tạm giam và nhà tù đấy, để xem ai sẽ giành chiến thắng. Tôi làm khá ổn mà, đúng không? Giờ anh hãy lau nhà đi. Lau nhà ư? Không muốn làm à? Không phải, đó là ý kiến hay đấy chứ. Tôi sẽ cố gắng. Tốt, anh nhớ lau cả ở đây nữa nhé. Sạch sẽ rồi. Tốt lắm. Tốt lắm. Mẹ, bác làm gì vậy? Cô bắt con trai yêu quý của tôi dọn văn phòng cho cô sao? Mẹ à? Mẹ, mẹ làm như vậy không giúp ích được gì đâu. Mẹ đang làm hỏng chuyện đấy. Con nói vậy là sao? Con đang có việc. Mẹ cả, mẹ có thể đưa mẹ con đi được không? Tôi và cô ta còn vài chuyện cần giải quyết. Du Se Jung, cô đang quản lý công ty Apollo sao? Còn chồng tôi chỉ là người đứng tên. Cô đang thông đồng với Ma Hiên Đức đúng không? Tôi không hiểu bà đang nói gì. Con sẽ giải quyết chuyện này. Mẹ làm ơn đi đi mà. Mẹ tưởng hai đứa ly dị rồi mà. Sao con phải dọn dẹp ở đây? Con có lý do riêng của con mà. Con sẽ giải thích sau. Mọi người cứ đi đi. Nhanh lên nào, làm ơn đi đi. Cô ổn chứ? Tất nhiên là không rồi. Tình hình của buổi diễn Stella 2 sao rồi? Tình hình không ổn lắm. Giá cổ phiếu đang giảm. Chúng ta cần một sự đột phá. Tôi sẽ đối diện với chuyện này. Tôi sẽ nói với dư luận rằng đây là thiết kế của tôi. Người tiêu dùng đều đã quen thuộc với mẫu mã này rồi. Họ sẽ nghĩ đó là của Poison. Mọi người sẽ nhạo báng chúng ta nếu ta công bố nó ở buổi diễn. Em không muốn né tránh việc này thêm nữa. Chỉ cần một người nhận ra đó là thiết kế của em thì em cũng không từ bỏ. Thay mặt mẹ, tôi xin lỗi cô. Đi đi. Tôi không có tâm trạng nói về chuyện này. Tôi đang rất khó chịu. Để cảm xúc qua một bên và hãy trao đổi như hai đối tác làm ăn đi. Được, hãy làm thế đi. Bắt đầu đi, Phó Chủ tịch Jujiho. Đầu tiên, tôi muốn tài liệu chứng minh rằng Sơ Du Kiêng là cổ đông lớn nhất của Apollo. Đưa nó cho tôi. Tôi sẽ nhận lại được gì? Poison. Poison đã là của tôi rồi, sau đó gọi là thỏa thuận được. Liệu cô có thể giữ nó không? Nếu có người phát hiện ra cô ăn cắp thiết kế của Stella Chung và bán nó như là của mình. Đây là tống tiền chứ không phải là thương lượng. Tôi đang cho cô quyền pháp lý về thiết kế của cô ấy. Em vẫn chưa xong à? Xong rồi, nhưng em vẫn muốn kiểm tra lại. Em lo lắng sao? Chắc em ở lại cả đêm mất. Em phải ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai đấy. Anh thấy thế nào? Chiếc váy này như được gắn thêm ánh sáng vậy. Ai nhìn vào cũng biết đó là thiết kế của em. Sao anh toàn nói những lời khen ngợi vậy? Vì những lời đó mới xứng đáng với em. Chẳng lẽ em muốn anh nói dối sao? Đương nhiên là không rồi. Buổi diễn sẽ thành công. Tin anh đi.